huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhiều khả năng tạm quyền dẫn dắt tuyển Việt Nam. Ngay sau khi đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Chu Xie, VFF đang tìm một huấn luyện viên tạm quyền dẫn dắt U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Theo chia sẻ của lãnh đạo VFF, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhiều khả năng sẽ là người được VFF lựa chọn bởi ông từng có nhiều kinh nghiệm làm việc với các đội trẻ Việt Nam trong quá khứ. Gần nhất, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2023, sau đó tham dự ASEAN 19. Sau khi có huấn luyện viên tạm quyền, VFF tiếp tục tìm kiếm một huấn luyện viên ngoại chất lượng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Một số nguồn tin khẳng định VFF có thể sẽ lựa chọn huấn luyện viên Nhật Bản hoặc Hàn Quốc để phù hợp với lối chơi, văn hóa con người Việt Nam. Được biết sau khi huấn luyện viên Chu Xie rời đi, ekip làm việc của nhà cầm quân này bao gồm cả hai trợ lý cũng chia tay tuyển Việt Nam. Trợ lý người Việt của ông Chu Xie là huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng cũng xin phép được rút lui khỏi đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, phải tới tháng 6 đội tuyển Việt Nam mới tập trung trở lại để thi đấu nốt hai trận gặp Philippines và Iraq tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Nên tạm thời VFF có thể bổ nhiệm một huấn luyện viên nội để dẫn dắt U23 Việt Nam.